Ủa sao chiếc này nó không bung? Này là bánh bò bông các bạn, hấp bánh bò bông. Còn đây là bột nữa các bạn, đây là mấy cái dừa hấp chín này nè các bạn, hấp trong một cái ly nhỏ á. Nè, cái này có cái màu này là màu lá cẩm này các bạn. Hấp bánh bò bông. Lấy ra hết được rồi. Hấp dẫn lắm. Đây là cái bột cái nè các bạn. Cái này là ủ trước nha các bạn. Này là hấp trong một cái ly các bạn. Hấp trong một cái ly nhỏ này. Đây là cái bột hấp này các bạn. Bột hấp để về mà nó chút cái nó nở lên nhiều ghê luôn. Bung 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 ra các bạn. Bung lên nở lên nhiều. Mình được một dĩa bánh bò hấp này nè các bạn.